hai nước đồng loạt dồn quân, Nga nổi giận ban lệnh nóng ở Kursk. Nga và Ukraine đều chưa đạt được mục tiêu thiết lập vùng đệm. Nhiều nước không đồng ý đưa người Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ về nước. Azerbaijan chính thức nộp đơn xin gia nhập khối BRICS. Bà Harris chính thức trở thành đại diện Đảng Dân Chủ tranh cử Tổng thống. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Ngay bây giờ là phần tin chi tiết. Thống đốc tỉnh Bryansk của Nga, ông Alexander Bogomast mới đây cho biết trên Telegram rằng cùng quân Bryansk sẽ nhận được tất cả các thiết bị cần thiết để đối phó với các cuộc tấn công. Ông Bogomast nói, ban tham mưu tác chiến của tỉnh Bryansk đã chuyển tiếp danh sách các vấn đề cần giải quyết đến bộ quốc phòng Nga. Người đứng đầu các cơ quan quản lý quân sự đã ban hành những mệnh lệnh cần thiết về việc vận chuyển thiết bị tới các nhóm tác chiến. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn lời một sĩ quan thực thi pháp luật cho biết, Ukraine đã đưa các đơn vị tinh nhuệ từ vùng Donetsk về vùng Kherson và vùng Sumy của Ukraine. Sĩ quan này cho biết, Ukraine dự tính chi viện cho vùng Kherson và Sumy bằng quân số ở Grasnoymysk thuộc Pokrovsk, Rodinsky, Konstantinovka cũng như một số khu vực nhỏ khác. Theo đánh giá từ phía Nga, động tác chuyển quân của Ukraine có thể báo hiệu Kiev sắp tổ chức các đợt tấn công mới vào vùng Kursk từ một hướng tiến quân khác. Trong khi đó, giới quan sát đánh giá để duy trì thế trận ở vùng Kursk hướng đến việc tạo ra một vùng đệm ngay trên lãnh thổ Nga thì Ukraine cần cả quân số lẫn vũ khí. Đây là thách thức lớn vì Ukraine chưa thể thuyết phục nhiều quốc gia phương Tây cho phép dùng vũ khí do phương Tây viện trợ để tấn công Nga. Đáp lại, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev mới đây đã tuyên bố việc Ukraine xâm nhập vào tỉnh Kursk có nghĩa là sẽ không có cuộc đàm phán nào giữa Moscow và Kiev cho đến khi quốc gia Đông Âu bị đánh bại hoàn toàn. Nga cũng đã ban hành quyết định thành lập các cụm quân Belgorod, Bryansk và Kursk. Bộ Tổng tham mưu quân đội và chỉ huy các cụm quân này được giao nhiệm vụ bảo vệ người dân và lãnh thổ khỏi máy bay không người lái và các cuộc tấn công khác. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Bilushov tuyên bố sẽ đích thân ra quyết định cho tất cả các nhiệm vụ Bảo đảm an ninh ba tỉnh biên giới Belgorod, Bryansk và Kursk của Nga khi các quan chức hữu quan không thể giải quyết nhiệm vụ đó. Nga hiện đã thành lập ba tập đoàn quân mang tên ba tỉnh biên giới trên. Chỉ huy ba tập đoàn này có trách nhiệm ngang thành viên Bộ Tổng tham mưu quân đội Liên bang Nga trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại đây. Bộ trưởng Belousov cũng bổ nhiệm Trung tướng Yunus Bek người được phong anh hùng Liên Xô do công lao đặc biệt tại Kosovo, làm phó chỉ huy hội đồng điều phối về các vấn đề an ninh ba tỉnh biên giới Belgorod, Bryansk và Kursk. Theo đài RT, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại biện lâm thời Mỹ tại Nga, Stephanie Holmes, liên quan cáo buộc một công ty quân sự tư nhân Mỹ, PMC, dính líu vụ Ukraine tấn công tỉnh Kursk. PMC được gọi là nhóm quan sát tiền phương. Trước đó đã đăng một bức ảnh trên nền tảng Instagram cho thấy các thành viên của PMC mặc đồ quân sự và cầm vũ khí, tuyên bố rằng họ đang tham gia vào cuộc tấn công của Kiev và khu vực biên giới của Nga. Ba binh sĩ trong bức ảnh được nhìn thấy đeo băng tay màu xanh, loại băng thường được binh sĩ Ukraine đeo trên chiến trường. Theo Bộ Ngoại giao Nga, bức ảnh trên mâu thuẫn với tuyên bố của chính quyền Tổng thống Joe Biden rằng Washington không liên quan đến cuộc tấn công của Ukraine vào Nga. Bộ này nhấn mạnh rằng những hành động này thể hiện rõ Mỹ đã trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột của nước này trong các kế hoạch của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Moscow cũng phản đối sự hiện diện của các phóng viên Mỹ trên lãnh thổ Nga, những người đã đưa tin về cuộc tấn công xuyên biên giới của Kiev. Nga tuyên bố họ xâm nhập trái phép vào tỉnh Kursk để đưa tin tuyên truyền về các hành vi phạm tội do chính quyền Kiev gây ra. Bộ Ngoại giao Nga đặc biệt nhấn mạnh rằng các công dân Mỹ liên quan đến những tội ác này sẽ phải đối mặt với những hoạt động điều tra cần thiết của các cơ quan có thẩm quyền theo Bộ Luật Hình sự Nga để đảm bảo rằng họ phải chịu trách nhiệm. Bộ Cảnh báo Đại biện Holmes, tất cả các chuyên gia hoặc lính tư nhân nước ngoài vượt biên trái phép vào Nga sẽ tự động bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp của lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Cơ quan tình báo nước ngoài Nga SVR cáo buộc các quốc gia NATO đã giúp Ukraine lập kế hoạch và thực hiện chiến dịch đột kích vào vùng biên giới Kursk của nước này. SVR cho biết, chiến dịch đột kích của lực lượng vũ trang Ukraine tại vùng Kursk đã được chuẩn bị với sự tham gia của các cơ quan an ninh Mỹ, Anh và Ba Lan. Theo SVR, các đơn vị Ukraine tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga đã trải qua các khóa huấn luyện tại Anh và Đức. Cơ quan này nhấn mạnh, các cố vấn quân sự từ các nước NATO đang hỗ trợ điều phối những đơn vị đột kích sử dụng vũ khí phương Tây của Ukraine. Tình báo Nga lưu ý thêm, NATO đã cung cấp cho Kiev dữ liệu vệ tinh về hoạt động di chuyển của binh sĩ Moscow. Theo đài phát thanh quốc tế DVK của Đức, cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga đang tạo ra những tác động phức tạp lên các hệ thống năng lượng quan trọng của cả hai quốc gia, với trạm trung chuyển khí đốt ra trở thành một điểm nóng mới. Suzha, nằm ngay sát bên giữa Ukraine trong lãnh thổ Nga, đóng vai trò thiết yếu trong việc vận chuyển khí đốt từ Siberia qua Ukraine đến các nước EU như Hungary, Áo và Slovakia. Gần đây, một đoạn video từ quân đội Ukraine cho thấy binh sĩ tại văn phòng của Gazprom ở trạm sút tuyên bố họ đã kiểm soát hoàn toàn cơ sở này. Phía Nga tuy nhiên phủ nhận và khẳng định Ukraine không nắm quyền kiểm soát hoàn toàn. Dù vậy, cả hai bên dường như đều không muốn làm gián đoạn việc vận chuyển khí đốt qua sút với điều kiện cơ sở hạ tầng không bị hư hại. Điều này phản ánh sự phụ thuộc và tầm quan trọng của nguồn cung năng lượng đối với cả Ukraine và Nga, cũng như các nước châu Âu vẫn đang nhận khí đốt từ Nga thông qua hệ thống này. Rút ra là trạm trung chuyển cuối cùng của Nga vẫn hoạt động trên tuyến đường vận chuyển khí đốt qua Ukraine. Sau khi Kiev ngừng nhận khí từ trạm Sokhranova vào tháng 5 năm 2022, việc Ukraine không đóng cửa tuyến đường khí đốt này ngay lập tức là minh chứng cho thấy Kiev không muốn cắt đứt dòng chảy khí đốt từ Nga qua lãnh thổ của mình ít nhất là cho đến khi thỏa thuận hiện tại hết hạn vào cuối năm 2024. Thỏa thuận 5 năm về việc vận chuyển khí đốt được ký kết vào năm 2019 giữa tập đoàn Gazprom của Nga và Nastoga của Ukraine dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 12 năm 2024. Dù Kiev đã tuyên bố không muốn gia hạn, cả Nga và Ukraine đều có lợi ích trong việc duy trì dòng chảy khí đốt cho đến khi thỏa thuận kết thúc. Đối với Ukraine, việc duy trì này không chỉ là một nguồn thu từ phí vận chuyển mà còn là cách để thể hiện trách nhiệm và độ tin cậy với các nước EU, trong khi Nga muốn duy trì nguồn thu từ xuất khẩu khí đốt. Dù xung đột với Ukraine gia tăng và sự giảm mạnh của lượng khí đốt Nga nhập khẩu vào châu Âu, EU vẫn tiếp tục nhận khí đốt từ Nga qua Ukraine, cũng như thông qua các nguồn khí tự nhiên hóa lỏng LNG khác. Sự phụ thuộc này là di sản của việc châu Âu đã dựa vào nguồn cung năng lượng từ Nga trong nhiều năm, trước khi nỗ lực giảm sự phụ thuộc này được thúc đẩy mạnh mẽ sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Trước cuộc xung đột, hơn 1 phần 3 lượng khí đốt của EU đến từ Nga. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã giảm mạnh, chỉ còn khoảng 8% vào năm 2023. Dù vậy, khí đốt từ Nga vẫn chiếm một phần không nhỏ, khi tổng thị phần của khí đốt Nga tại EU, bao gồm cả LNG, vẫn đạt 15% trong năm 2023. Phần lớn lượng khí đốt này được cung cấp qua đường ống và LNG, đặc biệt là đến các nước như Áo, Hungary và Slovakia. Đáng chú ý, những quốc gia này, dù có mối quan hệ chặt chẽ với Moscow, cũng đang chuẩn bị cho khả năng nguồn cung bị gián đoạn khi thỏa thuận hiện tại hết hạn vào cuối năm 2024. Cho đến nay, sự phụ thuộc vào khí đốt Nga của châu Âu đã giảm mạnh nhưng vẫn còn tồn tại, đặc biệt là thông qua các tuyến đường như Tuxrim và LNG. Với tuyến đường của Ukraine có khả năng đóng cửa vào cuối năm 2024, Tuxrim có thể trở thành tuyến đường quan trọng duy nhất để vận chuyển khí đốt từ Nga đến châu Âu. Đồng thời, sự gia tăng nhập khẩu LNG từ Nga đặc biệt là từ các nước như Pháp, Hà Lan và Tây Ban Nha, cho thấy Nga vẫn có một vị trí nhất định trong thị trường năng lượng châu Âu. Tuy nhiên, châu Âu đang ngày càng cứng rắn hơn với các biện pháp hạn chế nhập khẩu khí đốt từ Nga. EU đã quyết định cấm vận chuyển LNG của Nga tại các cảng của mình từ tháng 3 năm 2025. Mới đây, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Shitsky cho hay quân đội của họ đã tiến sâu 28-35 đến km vào khu vực Kursk của Nga. Phát biểu trong một cuộc họp báo được phát sóng trên truyền hình quốc gia, ông Oleksandr Shitsky thông báo Nga cũng đang gửi thêm binh sĩ đến khu vực Pokrovsk ở phía đông Ukraine, nơi đã chứng kiến cuộc giao tranh dữ dội nhất trong kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022. Tướng Shitsky nhận định lực lượng Nga đang sử dụng chiến thuật phòng thủ cơ động để ngăn các đơn vị Ukraine tiến sâu hơn cũng như tổ chức các nhóm quân và di chuyển lực lượng từ nơi khác tới đây. Ông cho biết, các hoạt động tiếp theo của quân đội Ukraine tại Kursk sẽ phụ thuộc vào diễn biến tình hình chiến dịch, song không tiết lộ thêm chi tiết về kế hoạch tương lai của quân đội Ukraine tại tỉnh Kursk. Trong khi đó, tướng Arti Alaudinov, Al chỉ huy đội phản ứng nhanh Akhmat thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Nga, dự báo tình hình xung đột tại tỉnh Kursk sẽ kết thúc trong vòng từ 2 đến 3 tháng tới, với chiến thắng thuộc về Nga. Trong cuộc trao đổi với phóng viên chiến trường Trung Quốc Lưu Vũ Quang, tướng Alaudinov Al khẳng định quân đội Ukraine sẽ thất bại tại Kursk. Ông cũng cho rằng kế hoạch quân sự của Nga có thể kết thúc trong cùng thời gian đó. Tướng Alaudinov được xem là ứng cử viên kế nhiệm người đứng đầu Cộng hòa Chechnya, Ramzan Kadyrov, trước đó đã từng tuyên bố cuộc xung đột sẽ kết thúc trong năm nay với chiến thắng hoàn toàn thuộc về Nga. Trong diễn biến có liên quan, Nga tuyên bố tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Ukraine đột kích vùng biên giới Kursk. Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã ra lệnh để lùi quân đội Ukraine khỏi biên giới trước tháng 10. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổng cộng trong cuộc giao tranh ở khu vực Kursk, Ukraine đã tổn thất hàng nghìn binh sĩ, hàng trăm phương tiện chiến đấu. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu server của Nga đã ngăn chặn nỗ lực tấn công theo năm hướng của các nhóm tấn công Ukraine ở khu vực Kursk. Ông Alaudinov tuyên bố, Moscow đã chặn đứng nỗ lực tiến quân của Ukraine trên toàn bộ khu vực Kursk, phá hủy nguồn lực của Kiev tại đây. Ông nói, ngay từ những ngày đầu, chúng ta đã ra sức ngăn chặn lực lượng chủ lực của đối phương đối phương đã bị chặn đứng hoàn toàn trên toàn khu vực. Vị chỉ huy này cho biết thêm, họ mất rất nhiều thiết bị, xe tăng, xe bọc thép và rất nhiều bộ binh. Ngay cả việc tự vệ cũng sẽ không thuận lợi cho họ, vì hiện tại chúng ta đã kiểm soát được việc tiếp tế, vận tải, hậu cần của đối phương. Họ đang chịu tổn thất lớn hàng ngày trên các tuyến đường hậu cần. Mới đây, quân đội Nga cho hay họ đã ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine và các khu định cư tỉnh Kursk, và kiểm soát được nơi mà họ mô tả là trung tâm hậu cần chiến lược New York ở miền đông Ukraine. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, các hoạt động trinh sát và tìm kiếm tiếp tục xác định và tiêu diệt các lực lượng mà Moscow gọi là nhóm phá hoại đang cố gắng xâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga. Cụ thể, hãng tin TASS dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga viết, máy bay không người lái UAV trinh sát Nga đã phát hiện một nhóm binh sĩ đối phương bên trong khu rừng ở tỉnh biên giới Kursk. Sau khi xác nhận đối phương đã tập trung lại, UAV liền gửi tọa độ cho kíp pháo Tornado -S để tập kích nhóm binh sĩ trên. Đã có 3 thiết bị quân sự và 20 binh sĩ Ukraine thiệt mạng do đòn tập kích. Trong đoạn video được TASS trích dẫn sau đó, có thể thấy camera lắp trên UAV đã phát hiện một số xe quân sự Ukraine đang di chuyển vào rừng cây giữa đêm tối. Sau đó, camera của chiếc UAV quay lại khoảnh khắc, hàng loạt quả đạn nã xuống khu vực, được cho là nơi rừng chân của nhóm quân trên. Vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video từ máy bay không người lái UAV cho thấy quá trình theo dõi và tập kích đoàn xe Ukraine đang di chuyển tại tỉnh Kursk của Nga, cách biên giới khoảng 13 km. Trong video, đơn vị Ukraine gồm xe chiến đấu bộ binh dẫn đầu cùng 4 xe thiết giáp đa dụng chạy với tốc độ cao trên tuyến đường cạnh một cánh rừng. UAV Nga chỉ điểm mục tiêu cho phá phản lực phóng loạt Tornado S tập kích đội hình cơ giới Ukraine khi chúng di chuyển được hơn 800 m. Đạn chùm của phá phản lực Nga chụp xuống một phần đoàn xe, ít nhất hai chiếc tăng tốc và dường như thoát khỏi vùng sát thương. Chưa rõ mức độ thiệt hại cụ thể và liệu những phương tiện còn lại có hứng đòn đánh bồi hay không, nhưng Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy toàn bộ 5 xe và khiến hàng chục binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Tập kích mục tiêu đang di chuyển là nhiệm vụ khó khăn với pháo binh, ngay cả khi sử dụng đạn dẫn đường có độ chính xác cao. Nhiều khả năng, UAV Nga đã theo dõi đoàn xe Ukraine từ trước và cung cấp tọa độ, cho phép phá hỏa lực Tornado S khai hỏa bắn chặn. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra theo 3 cách khác nhau, tại ba mặt trận riêng biệt, phía Bắc, phía Đông và phía Nam Ukraine, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt dọc tiền tuyến trải dài hơn 1.000 km. Tại mặt trận phía Bắc, Ukraine vừa tuyên bố đã phá hủy cây cầu thứ ba và cũng là cây cầu cố định cuối cùng bắc qua sông Sim ở khu vực Kursk của Nga. Việc phá hủy các cây cầu được cho là một phần chiến lược của Ukraine nhằm cắt đứt tuyến đường vận chuyển chính mà Nga có thể sử dụng để gửi quân tiếp viện vào Kursk, cũng như gây mất ổn định cho khả năng kháng cự của Moscow Điều này cũng cho thấy Kiev muốn thực thi chiến lược phòng thủ thay vì tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Trong bài phát biểu hàng ngày, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev đang cố gắng khiến Nga phải tránh xa khỏi khu vực biên giới mà họ đã sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Ông Zelensky nêu rõ, mục đích của chúng tôi khi xâm nhập vào Kursk là tạo ra một vùng đệm trên lãnh thổ Nga. Vào tháng 5 vừa qua, Nga đã cố gắng tiến vào thành phố Kharkov, nằm sâu 32 km bên trong lãnh thổ Ukraine. Kiev đã ngăn chặn được cuộc tấn công trên bộ của Nga, nhưng Moscow vẫn liên tục không kích Kharkov và các khu vực xung quanh bằng bom lượn, khiến quân đội Ukraine không thể phòng thủ. Hiện tại, miền đông Ukraine vẫn là mặt trận chính. Nga vừa tuyên bố đã kiểm soát được thị trấn Atemovo và hiện chỉ còn cách thành phố Pokrovsk chưa đầy 10 km. Ukraine đang tìm mọi cách để giữ vững vị trí và ngăn Nga tiến vào trung tâm thành phố. Pokrovsk là trung tâm vận chuyển mà Ukraine sử dụng để gửi binh sĩ và vật tư đến các vị trí tiền tuyến ở phía đông. Nếu Nga kiểm soát được thành phố này, Ukraine sẽ gặp khó khăn hơn trong việc hỗ trợ các lực lượng vốn đã bị Nga áp đảo về số lượng và hỏa lực. Trong nhiều ngày qua, các quan chức Ukraine đã kêu gọi người dân ở Pokrovsk sơ tán đến những khu vực an toàn hơn. Trong suốt cuộc xung đột, Ukraine đã thiếu hụt nghiêm trọng binh sĩ và vũ khí ở mặt trận phía đông. Bằng cách đưa hàng nghìn binh sĩ xâm nhập lãnh thổ Nga, Ukraine có thể phải dàn mỏng lực lượng và dễ bị tấn công hơn ở những khu vực mà họ đang phải gồng mình ngăn chặn bước tiến của Nga. Mỹ và châu Âu đang nỗ lực tiếp tế vũ khí cho Kiev, nhưng tiến độ vẫn còn chậm, Tổng thống Zelensky lưu ý. Ông Zelensky cho biết, chúng tôi cần đẩy nhanh tiến độ cung cấp từ các đối tác, chúng tôi cần giải pháp, cần được sớm chuyển giao các gói viện trợ vũ khí đã được công bố. Tôi muốn kêu gọi Mỹ, Anh, Pháp hãy hành động ngay bây giờ. Còn tại mặt trận phía Nam, giới phân tích cho rằng một trong những thành quả lớn nhất của Ukraine trong năm qua là đẩy lùi hải quân Nga ở Biển Đen và thiết lập một hành lang vận chuyển mới để nước này có thể xuất khẩu ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp khác ra thị trường thế giới. Nga đã giành quyền kiểm soát nhiều khu vực ở Biển Đen và ngăn chặn việc xuất khẩu của Ukraine sau khi phát động kế hoạch quân sự vào năm 2022. Nhưng sau đó, thông qua một loạt công nghệ hải quân tiên tiến và các chiến thuật phi truyền thống, Ukraine có thể duy trì những cuộc tấn công không ngừng nghỉ vào tàu chiến của Nga. Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine đã buộc Nga phải di rời hầu hết các tàu chiến chủ lực từ căn cứ chính của hạm đội Biển Đen ở Sevastopol đến vùng Novorossiysk và biển Azov. Ngoài việc buộc hạm đội của Nga phải rút lui, các cuộc tấn công của Ukraine và Crimea cũng làm suy yếu đáng kể mạng lưới hậu cần, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp tế cho quân đội Nga ở miền nam Ukraine. Tuần trước, Ukraine thông báo rằng đã có 2.300 tàu chở hàng sử dụng hành lang mới, tính trung bình hơn 6 con tàu đi qua hành lang này mỗi ngày. Ukraine cũng cho biết họ đang tiến gần đến mức xuất khẩu lúa mì và các sản phẩm nông nghiệp khác như ở thời kỳ trước xung đột với mức khoảng 5 triệu tấn mỗi tháng. Lực lượng tại Kharkov của Ukraine cho biết Nga đã tăng cường hoạt động trinh sát trên không ở thị trấn Vopchansk của vùng này. Theo Kiev Independent, Vopchansk là một thị trấn nằm cách thành phố Kharkov, thủ phủ vùng Kharkov của Ukraine khoảng 60 km về phía đông bắc, nơi đã chứng kiến những trận giao tranh ác liệt kể từ khi Nga phát động một cuộc tấn công mới vào khu vực này vào tháng 5. Theo quân đội Ukraine, các hoạt động trinh sát trên không của Nga cho thấy lực lượng nước này đang chuẩn bị cho các hoạt động tấn công mới. Trước đó, các nhà phân tích quân sự tin rằng cuộc tấn công vào Kharkov có thể là một phần trong chiến lược của Nga, không nhất thiết là mở một tuyến tấn công mới vào Kharkov. Nga dường như đang muốn biến đây thành thỏi nam châm hút lực lượng Ukraine khỏi các chiến trường khác, nơi quân Ukraine vốn đã kiệt sức. Bên cạnh đó, các mặt trận gần Kharkiv được dự báo sẽ còn khốc liệt hơn nữa khi Nga tấn công quyết liệt hơn để tạo sức ép buộc Ukraina phải rút quân chỗ khác về giải vây. Trong một bản tuyên bố mới đây cho hay, Nga đang tăng cường hoạt động trinh sát trên không tại Horlyboke, một ngôi làng cách Vopchansk khoảng 35 km về phía tây. Ukraina cũng nắm được rằng Nga đang tái triển khai các đơn vị của trung đoàn xe tăng số 11 thuộc sư đoàn súng trường cơ giới số 18. Song song đó, các nhóm tấn công đang thành lập từ trung đoàn súng trường cơ giới số 7 thuộc quân đoàn số 11 gần Lipsi, một ngôi làng nằm ngay phía nam Heliboke, nhằm bổ sung các tổn thất trước đó. Quân đội Ukraine cũng cho biết có 5 cuộc đụng độ đã diễn ra trong những ngày qua và Nga đã có một số tổn thất về người và phương tiện quân sự, bao gồm một xe tăng, 10 hệ thống pháo binh, 57 máy bay không người lái và các thiết bị khác. Mặc dù ban đầu giành được ưu thế vào tháng 5, cuộc tấn công của Nga ở phía bắc vùng Kharkov đã nhanh chóng xa lầy, theo đánh giá từ phía Ukraine. Hiện cường độ giao tranh ở Kharkov đã giảm bớt so với các khu vực khác, mặc dù một số báo cáo về việc Nga chuẩn bị các cuộc tấn công mới đã xuất hiện kể từ đó. Một số nhà quan sát tin rằng cuộc tấn công đã giúp kéo căng lực lượng Ukraine khi Nga tăng cường tấn công vào tỉnh Donetsk, tập trung vào các thị trấn như Pokrovsk, Toretsk và Chasovya. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga là nhằm tạo ra một vùng đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công xuyên biên giới của lực lượng Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, bây giờ nhiệm vụ chính của chúng ta trong các hoạt động phòng thủ nói chung là phá hủy càng nhiều tiềm lực của Nga càng tốt và tiến hành các hành động phản công tối đa. Điều này bao gồm việc tạo ra một vùng đệm trên lãnh thổ của đối phương, những gì chúng ta đang làm tại Kursk. Theo định nghĩa quân sự, vùng đệm là vùng đất được thiết lập giữa hai lực lượng đối địch với mục đích giảm thiểu khả năng xảy ra xung đột vũ trang. Vùng đệm thường được phi quân sự hóa và đôi khi được các lực lượng quốc tế trung lập như lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc giám sát. Tuy nhiên, bất kỳ vùng đệm tiềm tàng nào ở tỉnh Kursk cũng sẽ rất khác biệt bởi có rất ít khả năng một bên thứ ba như Liên hợp quốc được đưa vào để phân tách các lực lượng Ukraine và Nga. Trong bối cảnh vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Ukraine sẽ rút khỏi tỉnh Kursk, việc Nga đồng ý về một vùng đệm bên trong lãnh thổ Nga và không cố gắng giành lại lãnh thổ đã mất vào tay lực lượng Kiev là điều hoàn toàn bất khả thi. Tuyên bố của Tổng thống Ukraine Zelensky được hiểu là Ukraine đang đặt mục tiêu tạo ra sự thay đổi chiến lược ở tiền tuyến, thay vì một vùng đệm theo đúng nghĩa truyền thống. Ông Phyllis O'Brien, giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học St. Andrew ở Scotland, nói với Kiev Independent, về cơ bản, điều này tạo ra một tình huống để lực lượng Ukraine buộc phía Nga phải tấn công với thế bất lợi trên chính lãnh thổ Nga. Hiện tại không thể nói chính xác vùng đệm sẽ ở đâu, vì điều đó phụ thuộc vào nơi lực lượng Ukraine tiến đến được và quân đội Nga có thể đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi lãnh thổ hay không. Không chỉ Ukraine, Nga cũng muốn tạo một vùng đệm, nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt được mục tiêu này. Hồi tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố cuộc tấn công của lực lượng nước này vào Kharkov là để tạo ra một vùng đệm nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Belgorod của Nga. Nhưng chỉ 2 tuần sau khi bắt đầu, đà tấn công của Nga vào thành phố lớn thứ hai Ukraine đã chứng lại khi gặp phải sự kháng cự dữ dội từ một số lữ đoàn và đơn vị của Kiev được điều đến đó từ các mặt trận phía Đông và phía Nam. Ông John Foreman, cựu tùy viên quốc phòng của Anh tại Nga từ năm 2019 đến năm 2022 cho rằng cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk chắc chắn đã giáng một đòn mạnh với Điện Kremlin nhưng rất khó để làm thay đổi vị thế của họ. Trang tin Militani của Ukraine vừa đăng tải các ảnh chụp vệ tinh cho thấy một kết cấu mới xuất hiện gần cầu Krum Các nhà phân tích cho biết, việc xây dựng một cấu trúc song song trông giống như một cây cầu đang được tiến hành gần cầu Kerch. Các nhà thầu xây dựng được cho là bắt đầu đóng cọc thép cho công trình này từ đầu tháng 8. Ngoài ra, hình ảnh vệ tinh cho thấy rõ ràng các rào chắn ở cả hai bên kết cấu cầu. Mục đích của hàng cọc có thể là để bảo vệ công trình trước nguy cơ bị Ukraine tấn công bằng xuồng tấn công không người lái. Công trình này nằm cạnh cầu Kerch, nhìn giống như cây cầu thứ hai. Cầu Kerch hay cầu Krum dài 19 km, được xây dựng từ năm 2016 đến năm 2018 sau khi Nga sắp nhập bán đảo Crimea. Đây là tuyến đường bộ và đường sắt duy nhất nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra cách đây hơn 2 năm, cây cầu trở thành tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Moscow ở mặt trận phía Nam. Đây cũng là lý do khiến cầu Crimea nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine nhằm cắt đứt tuyến đường tiếp tế huyết mạch của Moscow cây cầu đã bị hư hại nặng nề do các cuộc tập kích của Ukraine vào tháng 10 năm 2022 và tháng 7 năm 2023, khiến Nga phải thực hiện các bước để bảo vệ công trình này chặt chẽ hơn. Một cần cầu xây dựng đã được phát hiện ở eo biển Kutch vào tháng trước và số lượng xà lan bảo vệ cây cầu khỏi phương tiện không người lái của Hải quân Ukraine cũng tăng lên. Hồi tháng 5, Monfa, hãng tình báo tư nhân lớn nhất của Ukraine nhận định từ các bức ảnh vệ tinh cho thấy cây cầu mà Nga xây dựng từ khi sắp nhập bán đảo Crimea năm 2014 hầu như không còn xe cộ đi lại, vì thế cũng không còn là một mục tiêu quân sự đáng giá đối với Ukraine. Trong khi đó, Vasyl Maliuk, người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine SBU, không loại trừ khả năng Nga có thể cố gắng sử dụng lại công trình này để tiếp tế vũ khí sau khi cầu được khôi phục hoàn toàn. Phát biểu trên truyền hình quốc gia hồi đầu tháng 8, Giám đốc tình báo quân đội Ukraine Kirill Budanov cho biết... Ukraine không loại trừ khả năng cầu Crimea bị phá hủy sau vài tháng nữa. Trong cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào vùng Kursk, điểm đáng chú ý là các video về máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất bắn hạ trực thăng quân sự của Nga giữa không trung. Không có gì ngạc nhiên khi máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, FPV, có mặt trong cuộc tấn công xuyên biên giới vào vùng Kursk của Ukraine. FPV là loại UAV được điều khiển bằng tay cầm, với bộ thiết bị thu phát hình ảnh gắn trên đầu người điều khiển, giúp họ có góc nhìn chân thực, giống như đang ngồi trong buồng lái máy bay. Chúng được chế tạo từ các linh kiện giá rẻ và có thể lắp ráp ngay trên chiến trường. Kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, lực lượng Nga và Ukraine thường xuyên sử dụng UAV FPV để trinh sát và tấn công mục tiêu đối phương. Những chiếc UAV FPV thường được treo lựu đạn hoặc đầu nổ lõng xuyên giáp. HEAT, hoán cải của súng chống tăng RPG7 với sức công phá vừa phải. Nhưng theo tờ Kiev Post, điểm khác biệt lần này khi Ukraine sử dụng là mục tiêu của máy bay không người lái FPV hướng đến. Vào ngày thứ hai của chiến dịch, một đoạn video cho thấy một máy bay không người lái FPV của Ukraine mang theo chất nổ đuổi theo rồi la vào một chiếc trực thăng tấn công Mi-28 của Nga giữa không trung ở đâu đó trên bầu trời Kursk. Hai ngày sau, một máy bay không người lái FPV thứ hai của Ukraine cũng tấn công tương tự với một trực thăng vận tải Mi-8 của Nga khi bay qua khu vực này. Vài tuần trước chiến dịch tại vùng Kursk, một máy bay không người lái FPV đã tấn công và phá hủy trực thăng cứu thương Mi-8 của Moscow khi đang cất cánh ở miền đông Ukraine. Cho đến nay, FPV đã đạt được thành công to lớn trên chiến trường, không chỉ rẻ hơn mà còn chính xác hơn hầu hết các vũ khí pháo binh, vì FPV có thể được dẫn đường trực tiếp đến mục tiêu. Một quan chức NATO đã nói với tạp chí Foreign Policy vào tháng 4 rằng hơn 2,3 số xe tăng của Nga bị Ukraine phá hủy trong những tháng trước đó là do FPV. Ukraine cũng đã tấn công các nhà máy lọc dầu và căn cứ không quân của Nga bằng UAV như một phần của chiến dịch rộng rãi nhằm phá vỡ nguồn cung cấp quân sự của Nga và cản trở lực lượng không quân Nga. Sản xuất máy bay không người lái tiếp tục tăng mạnh ở Ukraine, mặc dù số lượng hệ thống phòng thủ được sử dụng để chống lại công nghệ này ngày càng tăng. Forbes đưa tin, hiện có hơn 200 công ty UAV tại Ukraine, sản xuất khoảng 50.000 chiếc FPV mỗi tháng, tính đến tháng 12 năm 2023. Theo hãng tin TASS, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định không thể có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Ukraine sau cuộc tấn công của Kiev vào vùng Kursk. Theo đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trong cuộc phỏng vấn với chương trình Moscow Kremlin Putin trên kênh truyền hình Russia One, Tổng thống Putin đã nói rất rõ ràng rằng sau các cuộc tấn công hoặc thậm chí là xâm nhập vào khu vực Kursk, bất kỳ cuộc đàm phán nào đều không thể diễn ra ông lavrov cũng bác bỏ thông tin về các cuộc tiếp xúc trước khi diễn ra các cuộc đàm phán tiềm năng giữa nga và ukraine do qatar và thổ nhĩ kỳ làm trung gian ông khẳng định đây chỉ là tin đồn ngoại trưởng nga nhấn mạnh thời gian gần đây có những tin đồn lan truyền rằng đã có một số cuộc tiếp xúc bí mật để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán hòa bình do qatar làm trung gian hoặc nước láng giềng thổ nhĩ kỳ của chúng ta đang có kế hoạch trở thành trung gian trong lĩnh vực an ninh lương thực nhưng đặt trong bối cảnh đảm bảo tự do hàng hải ở biển đen cần hiểu mục tiêu thực sự của những kế hoạch như vậy theo ngoại trưởng lavrov Toàn bộ quá trình trong khuôn khổ hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ là không thể chấp nhận được đối với Nga, vì sự kiện này nhằm thúc đẩy công thức hòa bình của tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky như một tối hậu thư. Ông Lavrov nhấn mạnh, tiến trình Bergenstock không thể chấp nhận được đối với chúng tôi, vì mục tiêu duy nhất là thúc đẩy tối hậu thư dưới danh nghĩa công thức Zelensky. Hội nghị đầu tiên về Ukraine được tổ chức vào giữa tháng 6 tại Bergenstock, Thụy Sĩ, theo yêu cầu của Kiev. Nga không được mời tham dự hội nghị. Phái đoàn của hầu hết các nước thành viên Liên Hợp Quốc cũng vắng mặt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng hội nghị hoàn toàn thất bại và những sự kiện như vậy không thể là cơ sở cho hòa bình lâu dài. Cuối năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra công thức hòa bình gồm 10 điểm để đi đến chấm dứt xung đột với Nga. Trong số các điểm của công thức hòa bình này, có yêu cầu Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine và bồi thường xung đột cho Kiev. Đến tháng 6 năm nay, Moscow tiếp tục đưa ra ý tưởng hòa đàm Thời điểm đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng hòa đàm ngay lập tức nếu Ukraine rút quân khỏi bốn khu vực và cam kết trung lập. Tuy nhiên, phía Kiev đáp lại đề nghị này của Moscow bằng cách mở một cuộc đột kích vào vùng biên giới Kursk của Nga. Theo hãng Reuters, hồi tháng 4, chính phủ Ukraine tuyên bố ngừng cấp hộ chiếu cho công dân Nam trong độ tuổi phục vụ quân đội từ các cơ quan ngoại giao của Kiev tại nước ngoài. Những người nằm trong nhóm đối tượng trên muốn gia hạn hoặc cấp lại hộ chiếu sẽ phải về nước để làm việc này quy định này được cho là nhằm buộc những người ukraine trong diện được huy động đi lính đang ở nước ngoài phải về nước và thực hiện nghĩa vụ quân sự kiev bước vào năm thứ ba trong cuộc xung đột căng thẳng với nga và đang ngày càng gặp nhiều bất lợi trong đó có bất lợi về quân số bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho hay tổng thống ukraine volodymyr zelensky dường như đã đề nghị chính quyền các quốc gia phương tây thực hiện quyết định này tuy nhiên các quốc gia phương Tây không đồng ý với đề nghị của Ukraine. Theo đó, ông Zelensky đã trao đổi về vấn đề này trong các cuộc họp song phương với lãnh đạo các nước phương Tây. Đáp lại, chính trị gia từ các nước ví dụ như Ba Lan, Hungary cho biết họ sẽ không đưa người tị nạn trở lại Ukraine trước nào cuộc xung đột còn diễn ra. Theo hãng tin Mỹ, sự từ chối của các nước ẩn chứa lý do kinh tế khi nhiều quốc gia phương Tây đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động người tị nạn Ukraine được xem là đội ngũ lao động tương đối dồi dào và có chất lượng cao. Ukraine ban hành thiết quân luật ngay sau khi Nga phát động kế hoạch quân sự hồi tháng 2 năm 2022, cấm nam giới từ 18 đến 60 tuổi rời khỏi đất nước. Nhưng nhiều người đã bỏ trốn vì sợ bị đưa ra mặt trận. Hàng nghìn người khác sống ở nước ngoài từ trước. Tất cả họ đều phải đối mặt với áp lực theo các quy định mới, có thể khiến họ bị hạn chế di chuyển đáng kể những người ủng hộ luật động viên quân mới nói rằng những người đàn ông sống bên ngoài Ukraine có khả năng lên tới hàng chục nghìn người, không hỗ trợ đầy đủ cho đất nước trong thời điểm cần thiết nhất. Giới chức Ukraine nhấn mạnh luật động viên sẽ tăng thêm tính công bằng đối với hoạt động tuyển quân, loại bỏ nhiều trường hợp ngoại lệ và hợp lý hóa quy trình nhập ngũ. Họ cũng nói rằng chính phủ rất cần thông tin chính xác về những công dân đủ điều kiện nhập ngũ. Mới đây, chính phủ Đức thông báo Đức đã cung cấp một hệ thống tên lửa phòng không iris SLS mới, 14.000 viên đạn 155mm, 10 máy bay không người lái của hải quân và các thiết bị khác trong đợt viện trợ quân sự mới nhất cho Ukraine. Tờ Kiev Independent cho biết đây là hệ thống iris SLS thứ ba mà Đức chuyển giao cho Kiev. SLS là một biến thể tầm ngắn với tầm hoạt động 12 km. Berlin cũng cho biết nước này đã cung cấp 4 phiên bản iris SLM tầm trung có thể bắn tên lửa xa tới 40 km. Lô hàng viện trợ mới nhất bao gồm 26 máy bay không người lái trinh sát Vector cùng các phụ tùng thay thế, 6 máy xúc kỹ thuật cơ động cao, 1 xe sửa chữa và cứu kéo BG Panzer 2 cùng các phụ tùng thay thế, 55.000 bộ dụng cụ sơ cứu, 700 súng trường tấn công MK556, 10 súng trường bắn tỉa HLR338 cùng đạn dược và 50 súng trường CR308 kể từ khi cuộc xung đột bùng phát tại Ukraine, Đức đã cung cấp hoặc cam kết hỗ trợ quân sự Kiev trong nhiều năm tới với giá trị khoảng 28 tỷ euro, tương đương 31 tỷ đô la Mỹ. Berlin dần trở thành nhà tài trợ quân sự lớn thứ hai của Ukraine sau Mỹ, mặc dù Thủ tướng Đức Olaf Scholz vẫn còn ngần ngại cung cấp một số năng lực quan trọng, cụ thể là tên lửa tầm xa Taurus. Tuy nhiên, mục tiêu tăng viện trợ cho Ukraine của Berlin có thể bị gián đoạn khi chính phủ Đức rơi vào tình cảnh hết tiền trước bối cảnh hiện tại chính phủ Đức chỉ còn cách tạm thời đóng băng gói viện trợ cho Ukraine. Viện trợ bị gián đoạn không chỉ khiến Ukraine thiếu ngân sách mà còn làm nguồn cung vũ khí, thiết bị, đạn dược cho Đức sản xuất trở nên khan hiếm. Theo báo cáo Bộ Quốc phòng Đức được truyền thông địa phương đăng tải cho biết, yêu cầu của Ukraine về phụ tùng thay thế cho pháo tự hành Panzerhaubis 2000 do Đức cung cấp đã không được đáp ứng. Lực lượng Kiev đã không thể sử dụng các hệ thống pháo binh này trong cuộc tấn công vào Kursk Báo cáo của Bộ Quốc phòng Đức cho biết, nguồn cung từ kho dự trữ của quân đội Đức không thể được đảm bảo như kế hoạch đã cam kết với Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng viện trợ cho Ukraine đang gặp rủi ro. Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner được cho là đã gửi một lá thư tới Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng nước này nhằm yêu cầu cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine khi cả chính phủ đang phải thắt lưng buộc bụng, đồng thời cam kết sẽ gửi những gì đã cam kết đến sau. Cuộc khủng hoảng ngân sách của Đức phần lớn là cuộc khủng hoảng do chính Berlin gây ra khi cường quốc kinh tế châu Âu này đang phải đối mặt với suy thoái trong suốt 2 năm rưỡi do mất đi nguồn cung năng lượng giá rẻ từ Nga, chi phí và thuế tăng cao khiến nhiều nhà sản xuất đã quyết định đầu tư ra bên ngoài. Theo hãng chế tạo máy bay Yakovlev, phiên bản nâng cấp của Yak 130 sẽ được mở rộng khả năng chiến đấu nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường xuất khẩu. Tại diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army 2024. Công ty cổ phần chế tạo máy bay Yakovlev, thành viên của tập đoàn Rostec, lần đầu tiên cho ra mắt phiên bản nâng cấp của máy bay huấn luyện phản lực đa năng Yak-130M. Đại diện Yakovlev cho biết Yak-130M được hiện đại hóa và mở rộng khả năng chiến đấu so với Yak-130. Những thay đổi này giúp Yak-130 đáp ứng nhu cầu của thị trường xuất khẩu. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nhà nước Rostec Vladimir Atiakov cho biết, Chúng tôi hy vọng Yak 130M hiện đại hóa sẽ thu hút sự quan tâm trước hết là từ các đối tác nước ngoài của chúng tôi cũng như các khách hàng tiềm năng trong tương lai. Ông Atiakov cũng nhấn mạnh rằng Yak 130M mở rộng đáng kể tải trọng vũ khí so với Yak 130 cơ bản. Đặc biệt, máy bay sẽ được tích hợp thêm tên lửa không đối không và không đối đất có độ chính xác cao với hệ thống dẫn đường vệ tinh và laser. Những thay đổi này giúp Yak 130M trở thành máy bay chiến đấu hạng nhẹ hoàn chỉnh đồng thời vẫn giữ nguyên chức năng huấn luyện. Còn theo Tổng Giám đốc Yakovlev, Andrei Bozhitsky, công ty bắt đầu lắp ráp nguyên mẫu Yak 130M tại nhà máy chế tạo máy bay Ikus. Theo kế hoạch, sẽ có 3 nguyên mẫu được chế tạo. Về một số tính năng mới trên Yak 130M, máy bay sẽ được trang bị hệ thống radar 130R, hệ thống quang học SOLT 130K, hệ thống phòng vệ chủ động President S130 các gói nâng cấp cho phép Yak 130M cho mục đích huấn luyện và chiến đấu bất kể ngày đêm và trong điều kiện thời tiết bất lợi. Hiện Yak 130 được không quân Nga và nhiều nước sử dụng đào tạo phi công chiến đấu trước khi chuyển loại lên những dòng tiêm kích thế hệ thứ tư và thứ năm như MiG-29, MiG-35, Su-30, Su-34, Su-35 và cả tiêm kích tàng hình Su-57. Ngoài không quân Nga, dòng máy bay này đóng vai trò quan trọng trong công tác đào tạo phi công của Algeria, Belarus, Bangladesh, Lào, Việt Nam, Myanmar và Iran. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Tiếp tục chuỗi giao tranh ác liệt xuyên biên giới kéo dài hơn 10 tháng qua với quân đội Israel, mới đây, lực lượng Hezbollah ở Liban đã mở thêm nhiều cuộc tập kích tên lửa dữ dội vào các mục tiêu ở phía bắc Israel. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban đã phóng hơn 100 quả rocket và nhiều máy bay không người lái UAV cảm tử theo nhiều đợt vào miền Bắc Israel. Vài quả đạn bị hệ thống vòng sắt đánh chặn, một số rơi xuống khu vực chống trải và làm bùng phát hỏa hoạn nhưng không gây thương vong. Hezbollah tuyên bố số rocket UAV này nhắm vào căn cứ quân sự tại lãnh thổ Israel nhằm đáp trả cuộc tấn công của IDF vào một kho vũ khí ở sâu trong thùng lưỡng Becca tại miền đông Liban cũng như việc một thành viên quan trọng của nhóm bị hạ sát trước đó một ngày. IDF cho biết, người này có tên là Suleiman và là thành viên chủ chốt trong bộ phận chế tạo tên lửa rocket của Hezbollah. Đòn tập kích được Israel thực hiện sau khi một hạ sĩ quan nước này thiệt mạng do bị tấn công bằng UAV cảm tử ở miền Nam hôm 20 tháng 8. Trong khi đó, theo hãng tin Onet của Israel cho biết, Hezbollah đã bắn khoảng 135 quả rocket vào Israel. Hezbollah cho biết bốn chiến binh của họ đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào miền nam Liban. Nhóm vũ trang Liban này cũng tuyên bố đã thực hiện 12 cuộc tấn công vào các vị trí của Israel. Hezbollah giao tranh xuyên biên giới với Israel gần như hàng ngày nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với đồng minh Hamas ở giải Gaza. Căng thẳng gia tăng sau khi Israel cuối tháng trước tập kích sát hại ông Fuad Sok, cánh tay phải của thủ lĩnh Hezbollah tại ngoại ô Beirut. Mặt khác, các quan chức cấp cao của quân đoàn vệ binh cách mạng hồi giáo (IRGC) tiếp tục ra tín hiệu rằng Iran sẽ tấn công trực tiếp Israel để đáp trả việc Israel ám sát một số nhà lãnh đạo cấp cao của phe trục kháng chiến, gồm lãnh đạo chính trị Hamas, Ismail Haniyeh trong những tuần gần đây. Bộ trưởng quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 20 tháng 8 tuyên bố trọng tâm của nước này đang chuyển dần từ giải Gaza sang mặt trận phía Bắc khi Tel Aviv chuẩn bị cho kịch bản gia tăng nghiêm trọng với Hezbollah. Ở diễn biến khác, một số lực lượng dân quân Iraq do Iran hậu thuẫn Đe dọa sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ để trục xuất Mỹ khỏi Trung Đông. Trước đó, nguồn tin quân sự từ Iraq cho biết, các thiết bị bay không người lái có vũ trang đã nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Ain al-Assad của Iraq ở miền Tây nước này. Căn cứ này cũng là nơi có lực lượng Mỹ và các lực lượng quốc tế khác đồn trú. Các nguồn tin cho biết, không có thương vong nào được báo cáo. Đây là lần đầu tiên xảy ra vụ tấn công chống lại lực lượng Mỹ ở Iraq kể từ đầu tháng 2 vừa qua. Theo một sĩ quan quân đội Iraq, Trước vụ việc này, máy bay trực thăng của Mỹ đã xuất hiện ở không phận của căn cứ này và các khu vực xung quanh. Trong khi đó, các lực lượng của Iraq tăng cường cảnh giác. Cơ quan hợp tác quốc phòng Mỹ, DSCA, thuộc lầu năm góc cho hay, Mỹ đã thông qua thương vụ bán cho Hàn Quốc các trực thăng tấn công Apache cùng các khí tài và dịch vụ hậu cần liên quan nhằm hỗ trợ đồng minh châu Á này củng cố khả năng phòng thủ. Theo DSCA, Hàn Quốc mua tới 36 trực thăng tấn công AH-64E Apache, 76 động cơ GE t 700 2 động cơ lắp đặt trên mỗi trực thăng, 4 động cơ dự phòng và mỗi trực thăng sẽ có hệ thống ngắm mục tiêu, chỉ định hiện đại hóa AN ASQ-170 riêng. Hàn Quốc cũng muốn mua hàng trăm tên lửa, bao gồm 456 tên lửa Hellfire, 6 tên lửa huấn luyện không đối không và 152 tên lửa không đối đất chung. Nhà cung cấp chính trong thương vụ bán máy bay cho Hàn Quốc là Boeing và Lockheed Martin. Trước đó, Hàn Quốc cũng mua 36 máy bay trực thăng AH-64E Apache vào năm 2013. Đơn hàng này hoàn tất vào đầu năm 2017. Tuy nhiên, việc bán hàng vẫn cần sự chấp thuận cuối cùng từ Quốc hội Mỹ. Nếu lô hàng này thành công, sẽ tạo ra sự bội thu cho doanh số bán vũ khí quân sự nước ngoài của Mỹ. Kể từ khi Nga thực hiện cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine, tổng doanh số liên quan đến vũ khí mỗi năm của Mỹ đều tăng đáng kể. Quan chức Mỹ mô tả đây là động lực để những quốc gia khác tăng chi tiêu quốc phòng. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt hợp đồng bán máy bay chiến đấu F-15 gần 19 tỷ đô la Mỹ cho Israel. Việc bán trực thăng cho Hàn Quốc lần này sẽ đưa tổng số tiền từ chương trình bán khí tài quân sự cho nước ngoài FMS của Mỹ lên trên 100 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024. Để theo kịp nhu cầu, nhiều cơ quan khác nhau của chính phủ Mỹ tăng cường giám sát các đợt bán hàng, cố gắng cải cách quy trình. Quan chức tại Quốc hội Bộ ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc xem nỗ lực của Mỹ là dự án dài hạn và cố gắng thực hiện khuyến nghị được công bố vào năm ngoái. Bên cạnh việc bán trực thăng, Bộ ngoại giao Mỹ cũng chấp thuận cho Hà Lan mua 305 triệu đô la Mỹ thiết bị cho trực thăng CH-47 Chinook, AH-64 Apache được mệnh danh là cơn ác mộng trên không. AH-64 Apache được đưa vào biên chế từ năm 1986. Hiện nay, ngoài Mỹ, còn có hàng chục quốc gia đang biên chế loại trực thăng tối tân này. Quân đội Mỹ và Hàn Quốc cũng lên kế hoạch thực hiện loạt cuộc tập trận quân sự, được gọi là Unchi Freedom Shield, nhằm giúp cả hai nước chuẩn bị cho nguy cơ đe dọa từ Triều Tiên. Cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield, tức là Chắn tự do Ulchi, sẽ diễn ra đến ngày 29 tháng 8 với sự tham gia của hàng nghìn quân nhân. Cuộc bầu cử Quốc hội Bulgaria dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 10 tới đã bị hoãn sau khi Tổng thống nước này Rumen Radev không ký xác lệnh phê chuẩn thành lập chính phủ lâm thời. Hãng tin Euronews cho hay, bà Gorista Grancharova Kozareva, ứng cử viên thủ tướng do chính tổng thống Radev chỉ định, đã đề xuất danh sách chính phủ lâm thời do bà đứng đầu. Tuy nhiên, ngày 19 tháng 8, ông Radev đã bác danh sách này, đồng thời rút lại việc đề cử bà Kozareva. Ông Radev viết trên Facebook cá nhân sẽ không có lễ tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội, cuộc bầu cử sẽ bị hoãn cho đến sau ngày 20 tháng 10 và nội các lâm thời hiện tại sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi thành lập được một chính phủ lâm thời mới. Tổng thống Bulgaria cho rằng danh sách mà bà Kozareva đưa ra không đảm bảo được sự ổn định chính trị và việc tổ chức bầu cử một cách công bằng. Ông đặc biệt phản đối việc giữ lại vị bộ trưởng nội vụ Kalin Stoyanov Động thái trên của Tổng thống Radev đồng nghĩa chính phủ tạm quyền của Thủ tướng Dimitar Grabchev sẽ tiếp tục nắm quyền cho đến khi Quốc hội Bulgaria đưa ra một danh sách rút gọn mới về các ứng cử viên Thủ tướng tiềm năng. Kể từ sau cuộc bầu cử Quốc hội bất thường ngày 9 tháng 6, cuộc bầu cử lần thứ 6 trong 3 năm qua, cơ quan lập pháp Bulgaria vẫn chưa thể thành lập được một chính phủ ổn định. Ông Grabchev từng là chủ tịch cơ quan kiểm toán quốc gia Bulgaria, BNAO, đã được chọn làm thủ tướng tạm quyền do đáp ứng điều kiện trong hiến pháp sửa đổi được thông qua vào tháng 12 năm 2023. Hiến pháp này quy định rằng thủ tướng lâm thời phải được chọn từ các chức vụ chủ tịch quốc hội, thống đốc hoặc phó thống đốc ngân hàng quốc gia Bulgaria, chủ tịch hoặc phó chủ tịch của BNAO hoặc thanh tra viên hay phó thanh tra viên. Tuy nhiên, Tổng thống Radev đánh giá rằng căng thẳng đã gia tăng liên quan nghi ngờ chính phủ của ông Grabchev lạm dụng quyền lực chính trị. Ngày 9 tháng 8, ông Radev chỉ định bà Kozareva làm thủ tướng tạm quyền, đồng thời giao cho bà nhiệm vụ đề xuất một chính phủ lâm thời mới, chậm nhất là ngày 19 tháng 8. Theo Euronews, quyết định trên của Tổng thống Radev là chưa từng có tiền lệ. Một chuyên gia về hiến pháp cho biết, cuộc khủng hoảng này không phải là về hiến pháp, mà là cuộc khủng hoảng chính trị. Nó phát sinh từ việc Quốc hội không thể cung cấp danh sách đầy đủ các ứng cử viên mà Tổng thống nên lựa chọn như đã quy định trong văn bản hiến pháp. Sau kết quả bỏ phiếu chính thức, Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân chủ DNC đã phê chuẩn Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris là ứng cử viên của Đảng cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng ngày 5 tháng 11 tới. Cuộc bỏ phiếu diễn ra tại Trung tâm Thi đấu Thể thao trong nhà United Center, nơi bà Harris, Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden, cũng như một số quan chức cấp cao của Đảng Dân Chủ đã phát biểu trước đó. Bang Delaware, quê nhà của ông Biden là nơi có ý kiến đầu tiên bày tỏ sự ủng hộ đối với tư cách ứng cử viên của bà Harris. Theo chương trình tin tức Mỹ PBS News, cuộc bỏ phiếu này được gọi là buổi điểm danh ăn mừng, đề cử bà Harris bù đắp cho cuộc bỏ phiếu trực tuyến của khoảng 4.700 đại biểu hồi đầu tháng để lựa chọn ứng cử viên tổng thống cho Đảng Dân Chủ. Trước đó, DNC đã chính thức khai mạc tại thành phố Chicago, bang Illinois, miền Trung Tây nước Mỹ. Tại phiên khai mạc, tổng thống Joe Biden đã củng cố sự đề cử của Đảng Dân chủ cho phó tổng thống Kamala Harris khi chính thức trao ngọn đuốc cho bà trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo đã kêu gọi Đảng Dân chủ đoàn kết ủng hộ phó tướng của ông, người đang đứng trước cơ hội trở thành nữ tổng thống da màu và gốc Nam Á đầu tiên trong lịch sử Mỹ. Sau khi ông Biden kết thúc bài phát biểu, bà Harris bước lên sân khấu và ôm vị tổng thống mà bà đã sát cánh trong 3 năm rưỡi qua, thể hiện thông điệp mạnh mẽ về tình đoàn kết trong Đảng Dân chủ. Bà Harris bước vào đại hội DNC với tâm thế khá thoải mái, chiến dịch tranh cử của bà đã phá vỡ kỷ lục gây quỹ, thu hút đông đảo người ủng hộ trong các cuộc vận động và biến các cuộc thăm dò dư luận ở một số bang chiến địa thành lợi thế cho Đảng Dân chủ. Nhiều đại biểu đảng này nhận định ở Mỹ đang diễn ra sự chuyển giao thế hệ khi người dân muốn tiến về phía trước và ứng cử viên Harris sẽ là đại diện cho tương lai cho thế hệ lãnh đạo mới. Phần lớn các đại biểu tham gia phiên khai mạc DNC thể hiện sự tự tin tuyệt đối vào khả năng chiến thắng của bà Harris trước ông Donald Trump, đối thủ từ phía Đảng Cộng hòa trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới. Không chỉ kỳ vọng về một thế hệ lãnh đạo mới của cường quốc số một thế giới, Đảng Dân Chủ cũng đang tận hưởng không khí lạc quan và hứng khởi sau khi những tín hiệu sáng trong cuộc bầu cử Mỹ. Chỉ một tháng trước, các thành viên Đảng Dân Chủ còn lo sợ sẽ phải chịu thất bại nặng nề tại Quốc hội đến mức gây sức ép buộc Tổng thống Biden dừng tranh cử. Hiện giờ, đảng này đã tràn đầy lạc quan rằng có thể giành lại đa số tại Hạ viện nếu chiến thắng cho cuộc bầu cử quan trọng ở New York và California. Ngoài ra, Đảng Dân Chủ cũng nhìn thấy cơ hội chiếm được các ghế nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa ở các bang khác, bao gồm cả Arizona và Pennsylvania. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer chia sẻ, đây là một đại hội đoàn kết thật tuyệt vời ở bất cứ nơi nào bạn đến. Mọi người đều nở nụ cười trên môi vì biết rằng chúng tôi đã chọn được người phù hợp. Đồng thời nói thêm rằng ông tự hào vì Tổng thống Biden đã làm điều đúng đắn nhóm vận động tranh cử cho bà Kamala Harris cho biết đã nhận được 500 triệu đô la Mỹ tiền tài trợ chỉ trong vòng một tháng khi bà chấp thuận trở thành ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ. Kể từ cuối tháng 7, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin cho biết đây là số tiền ủng hộ lớn chưa từng có tiền lệ. Điều này cho thấy rất nhiều nhà tài trợ đã đặt chọn niềm tin vào bà Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới. Số tiền gây quỹ cho chiến dịch vận động tranh cử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các ứng cử viên trong việc quảng bá hình ảnh, lôi kéo cử tri và thuyết phục những người còn đang lưỡng lự chưa biết bỏ phiếu cho ai ủng hộ họ. Sự ủng hộ dành cho bà Harris đã gia tăng nhanh chóng sau khi ông Biden tuyên bố dừng tranh cử và công khai ủng hộ bà Harris thay thế ông trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ hồi cuối tháng 7. Bà Harris huy động được 200 triệu đô la Mỹ trong tuần đầu tiên của chiến dịch tranh cử và 310 triệu đô la Mỹ trong tháng 7, nâng tổng số tiền mà bà và ông Joe Biden huy động được trước khi đương kim tổng thống Mỹ bỏ cuộc lên hơn 1 tỷ đô la Mỹ, đã tốc độ gây quỹ nhanh nhất trong lịch sử. Trong khi đó, chiến dịch của ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết đã huy động được 138,7 triệu đô la Mỹ trong tháng 7 và đang có tổng số 327 triệu đô la Mỹ trong tay. Sự nhiệt tình dành cho bà Harris tiếp tục được thể hiện trong tháng 8 với nhiều khoản quyên góp nhỏ khi hàng nghìn người tham gia các cuộc vận động của bà trên nhiều bang khắp cả nước. Theo Open Secret, một nhóm theo dõi quyên góp tiền trong chính trị chiến dịch tranh cử của ông Biden đã huy động được 1,04 tỷ đô la Mỹ trong kỳ bầu cử năm 2020. Bên cạnh đó, cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ đều đã lên tiếng kêu gọi các nhà tài trợ và các cử tri tiếp tục ủng hộ bà Harris và ứng cử viên Phó Tổng thống Tim Walz. Trong khi đó, nhóm vận động tranh cử của ông Donald Trump cho biết họ nhận được 138,7 triệu đô la Mỹ tiền tài trợ trong tháng 7 và hiện đang nắm trong tay tổng số tiền tài trợ là 327 triệu đô la Mỹ. Cựu Tổng thống Donald Trump viết trên nền tảng Truth Social rằng bà Kamala Harris vừa thông báo với chúng tôi rằng bà sẽ không tham gia cuộc tranh luận trên Fox News vào ngày 4 tháng 9. Theo ông Trump, bà Harris từ chối tham gia cuộc tranh luận trên Fox News vì biết rằng sẽ rất khó đưa ra lập luận bảo vệ những quan điểm chính sách của mình. Ông chỉ trích Phó Tổng thống về những phát biểu về cấm khai thác dầu đá phiến và ủng hộ chính sách biên giới của Tổng thống Joe Biden suốt 4 năm qua. Đến thời điểm hiện tại, ông Donald Trump vẫn chưa đấu khẩu với bà Kamala Harris ứng cử viên chính thức của Đảng Dân Chủ sau khi Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua Tổng thống Mỹ. Hồi cuối tháng 6, cựu Tổng thống Donald Trump đối đầu với ông Joe Biden trong cuộc tranh luận dẫn đến việc ông Biden rút lui khỏi cuộc đua Tổng thống. Chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris chưa xác nhận bà từ chối tranh luận với ông Donald Trump vào ngày 4 tháng 9, nhưng từng ám chỉ bà sẽ không tham gia và chỉ ra một cuộc tranh luận khác sẽ diễn ra theo lịch trình do ABC News tổ chức vào ngày 10 tháng 9. Ông Donald Trump ban đầu được cho là đối đầu với Tổng thống Joe Biden vào ngày này. Tuy nhiên, sự kiện bị hủy bỏ do ông Joe Biden từ bỏ cuộc đua. Cựu Tổng thống Donald Trump đề xuất tổ chức cuộc tranh luận riêng vào tháng 9 trên Fox News và đài NBC News. Ông Donald Trump thông báo với người đăng ký, ông sẽ tổ chức buổi telethon do Sean Hannity của Fox News dẫn chương trình thay vì cuộc tranh luận dự kiến diễn ra vào ngày 4 tháng 9. Đầu tháng này, chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris tuyên bố họ chỉ cam kết tổ chức hai cuộc tranh luận giữa ứng viên Tổng thống vào một cuộc tranh luận ứng viên phó tổng thống. Giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris, Michael Tyler, thông báo giả sử ông Donald Trump thực sự xuất hiện vào ngày 10 tháng 9 để tranh luận với phó tổng thống Kamala Harris, thì thống đốc Vance sẽ gặp ông James David Vance vào ngày 1 tháng 10 và người dân Mỹ sẽ có một cơ hội chứng kiến phó tổng thống cũng như ông Donald Trump xuất hiện trên sân khấu tranh luận vào tháng 10. Bà Harris không lên tiếng về đề xuất này. Trợ lý chiến dịch tranh cử của bà nói, chúng tôi sẽ không chơi theo luật của ông ấy. Một tháng sau khi có quyết định mang tính lịch sử là rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu quan trọng trước Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ DNC ở Chicago, bang Illinois. Nhìn lại nhiệm kỳ Tổng thống duy nhất của mình, ông Joe Biden nhắc nhở người dân Mỹ nhớ việc ông bắt đầu lên nắm quyền chỉ hai tuần sau vụ những người biểu tình quá khích ủng hộ ông Trump, gây bạo loạn ở trụ sở Quốc hội Mỹ trên đồ Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Khi đất nước vẫn đang trong giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19, vị tổng thống sắp mãn nhiệm nhấn mạnh: "Tôi khi đó và bây giờ luôn tin sự tiến bộ đã và đang có thể xảy ra. Công lý có thể đạt được và những ngày tươi đẹp nhất của chúng ta không phải đã qua. Chúng ta đang tiến về phía trước. Với một trái tim biết ơn, tôi đứng trước các bạn vào đêm tháng 8 này để tuyên bố rằng nền dân chủ đã chiến thắng, đang được thực thi và hiện cần phải được bảo vệ." Ông Biden cũng mô tả việc chọn bà Harris làm phó tổng thống trong chính quyền của mình là quyết định tốt nhất mà tôi đã đưa ra trong toàn bộ sự nghiệp của mình. Lãnh đạo Nhà Trắng cũng chỉ ra sự tương phản rõ nét giữa bà Harris và ông Trump. Ông nói, tình trạng phạm tội sẽ tiếp tục giảm khi chúng ta bầu một công tố viên vào phòng bầu dục. Thay vì một người đã bị kết tội hình sự, ông Trump gần đây bị kết tội với 34 trọng tội. Còn bà Harris từng là tổng trưởng lý của bang California. Tổng thống Joe Biden nói về quyết định rút lui của mình. Tôi yêu công việc này, nhưng tôi yêu đất nước hơn. Theo báo The Guardian, Ông cảm ơn những cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ trong sự nghiệp chính trị kéo dài 50 năm qua của ông. Tổng thống Joe Biden cũng nhắc lại những thành tựu đạt được trong 4 năm ở Nhà Trắng với những đạo luật quan trọng được ông ký ban hành như luật phát triển cơ sở hạ tầng và đạo luật cắt giảm lạm phát. Cũng phát biểu trong ngày đầu tiên, bà Hillary Clinton, cựu ngoại trưởng Mỹ và là ứng cử viên tổng thống năm 2016 đã dành nhiều lời khen ngợi cho việc đề cử bà Harris. Ở Mỹ, bạn có thể thỏa sức phát triển miễn là làm việc chăm chỉ và có tài năng bất ngờ số điện trong đêm 20 tháng 8 bà Harris nói lời cảm ơn ông Biden ông Joe cảm ơn về sự nghiệp lãnh đạo lịch sử của ông cảm ơn ông đã dành cả đời phụng sự đất nước dự kiến bà Harris sẽ chính thức phát biểu vào cuối tuần này để tiếp nhận đề cử của đảng dân chủ thưa quý vị chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra ở trung đông và cuộc xung đột giữa Israel Hamas Chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Ngày 20 tháng 8, tài khoản Twitter chính thức của ông Joe Biden đăng video dài hơn 10 phút nhìn lại sự nghiệp của mình. Ông nói: "Tôi quyết định rằng cách tốt nhất để tiến lên phía trước là trao lại ngọn đuốc cho một thế hệ mới. Được ngồi ở chiếc bàn kiên định của Tổng thống Mỹ là niềm vinh dự lớn lao trong cuộc đời tôi, nhưng tôi quan tâm đến đất nước này nhiều hơn là việc tiếp tục ngồi sau chiếc bàn đó." Cùng ngày, mở đầu sự kiện kéo dài 4 ngày sẽ chính thức công bố ứng viên tổng thống của Đảng Dân Chủ. Ông Joe Biden tiếp tục thể hiện và kêu gọi sự ủng hộ cho bà Kamala Harris. Tổng thống Mỹ đương nhiệm trở thành tâm điểm chú ý vào đêm khai mạc Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ. Ông nhận được tràng pháo tay kéo dài từ những người trung thành với Đảng, những người sẽ nhanh chóng bước tiếp mà không có ông. Xúc động sau khi được con gái Ashley giới thiệu và vẫy tay chào đám đông đang cầm những tấm biển ghi dòng chữ Chúng tôi yêu ông Biden. Ông mỉm cười nói Tôi yêu các bạn, các bạn đã sẵn sàng bỏ phiếu cho tự do chưa? Các bạn đã sẵn sàng bỏ phiếu cho nền dân chủ và cho nước Mỹ chưa? Hãy để tôi hỏi các bạn, các bạn đã sẵn sàng bầu cho bà Kamala Harris và ông Tim Walz chưa? Quyết định rời bỏ cuộc đua tổng thống được ông Biden đưa ra hồi tháng 7 sau áp lực nặng nề từ các nhà lãnh đạo đảng trong mối lo ngại rằng đương kim tổng thống 81 tuổi đã quá lớn tuổi để giành chiến thắng và tiếp tục đảm nhận vị trí thêm 4 năm nữa. Ông Biden, người từng là phó tổng thống dưới chính quyền tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ, ông Barack Obama, hiện kêu gọi Đảng Dân chủ đoàn kết ủng hộ cho một ứng cử viên mà nếu chiến thắng vào ngày mùng 5 tháng 11 sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên cũng là người da màu và gốc Nam Á được bầu làm tổng thống Mỹ. Cơ hội chiến thắng của Đảng Dân chủ được cho là đã được cải thiện đáng kể với ứng cử viên Harris dựa trên các cuộc thăm dò ý kiến gây quỹ và các sự kiện thu hút đám đông lớn mà bà đã có được. Trong bài phát biểu của mình, Ông Biden đã ca ngợi những thành tựu của chính quyền đương nhiệm, thúc đẩy nền kinh tế Mỹ và củng cố các liên minh của Mỹ ở nước ngoài và đưa ra lý lẽ để người Mỹ bầu bà Harris làm người kế nhiệm nhà trắng của ông. Ông lên án nạn phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa da trắng thượng đẳng vẫn đang tiếp tục hoành hành ở Mỹ, nói rằng đó là những thứ không có chỗ đứng trong quốc gia này. Bà Harris đã bất ngờ xuất hiện, thu hút sự cổ vũ từ đám đông khi bà tuyên bố sẽ đánh bại đối thủ đảng Cộng hòa của mình là ông Donald Trump 78 tuổi trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Bà Harris, 59 tuổi, sẽ chính thức chấp nhận đề cử vào ngày 22 tháng 8 tới đây. Theo tuyên bố mới từ lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, có thể sẽ mất một thời gian nữa, Iran mới tiến hành trả đũa Israel vì vụ sát hại thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh. Truyền thông địa phương dẫn lời người phát ngôn của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, Ali Mohammad Nainini xác nhận thông tin trên. Ông nay Nini nói, thời gian đang đứng về phía chúng ta và thời gian chờ đợi để có phản ứng này có thể kéo dài. Trong một cuộc phỏng vấn ở thủ đô Iran, ông Mohsen Rezae, cựu chỉ huy IRGC, nói với kênh CNN của Mỹ rằng các hành động của Iran sẽ có tính toán. Trung Đông đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ kể từ vụ ám sát ông Haniyeh ở Tehran vào cuối tháng 7, xảy ra một ngày sau khi chỉ huy quân sự Fuad Shuk của Hezbollah thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở Beirut. Israel thừa nhận tiến hành không kích sát hại ông Sadr. Tuy nhiên, Tel Aviv chưa xác nhận hay phủ nhận vai trò của mình trong cái chết của ông Hanieh. Iran và Hezbollah ở Liban, cùng Hamas ở Gaza đổ lỗi cho Israel về cả hai vụ ám sát và cam kết sẽ trả đũa. Trong tuyên bố đầu tiên sau vụ ám sát ông Hanieh, nhà lãnh đạo tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei nói về Israel: "Các người đã sát hại vị khách thân mến của chúng tôi ngay tại Iran và giờ đã mở đường cho sự trừng phạt khắc nghiệt nhằm vào các người." Người đứng đầu Hezbollah cũng cho biết, phản ứng liên quan đến vụ sát hại ông Shuk là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, bình luận từ người phát ngôn của IRGC, 3 tuần sau hai vụ ám sát, dường như cho thấy những tuyên bố căng thẳng trước đó của Iran đã hạ nhiệt. Ông Naini cho biết, phản ứng của Iran có thể khác với động thái trước đây chống lại Israel, đồng thời nói rằng Tehran sẽ không thực hiện hành động vội vàng. Các quan chức Ả Rập và phương Tây đã tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn Israel-Hamas sau vụ thảm sát ông Shuk và ông Haniyeh nhằm tránh một cuộc xung đột toàn diện tại Trung Đông. Ông Razae đánh giá rằng phải sớm có lệnh ngừng bắn ở Gaza. Sau khi đàm phán được nối lại vào tuần trước tại thủ đô Doha của Qatar, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Israel đã chấp nhận đề xuất thu hẹp khoảng cách trong các cuộc đàm phán ngừng bắn và bước quan trọng tiếp theo là Hamas phải nói đồng ý với các điều khoản tương tự sắp tới trước thêm cuộc đàm phán tiếp theo dự kiến trong tuần này. Có một số dấu hiệu cho thấy Iran có thể từ bỏ kế hoạch tấn công Israel nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc trong tháng 8 nói rằng hành động trả đũa của Tehran hoàn toàn không liên quan đến lệnh ngừng bắn ở Gaza. Một số quan chức cho rằng Tehran đang chỉ hoãn vì lo ngại phản ứng của họ có thể gây ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Vào tháng 4, Iran đã phóng hơn 300 thiết bị bay không người lái và tên lửa nhằm vào Israel. Phần lớn trong số đó đã bị chặn lại. Khi đó, Iran cáo buộc Israel đã tấn công vào tòa nhà lãnh sự Iran ở thủ đô Damascus của Syria, khiến ông Mohammad Reza Zahedi, một chỉ huy hàng đầu của IRGC thiệt mạng. Trong một diễn biến khác, cách đây ít hôm, Iran đã bác bỏ lời kêu gọi của các nước phương Tây về từ bỏ đe dọa đáp trả Israel liên quan đến vụ ám sát ông Ismail Haniyeh. Khi đó, người phát ngôn Bộ ngoại giao Iran, ông Nasser Kanani nêu rõ việc các nước Pháp, Đức và Anh yêu cầu Iran từ bỏ hành động đáp trả đi ngược lại các nguyên tắc và quy định của luật pháp quốc tế. Bị cô lập và chịu hàng loạt lệnh trừng phạt quốc tế trong nhiều năm qua, Iran tìm cách gây ảnh hưởng ở Trung Đông bằng cách hậu thuẫn về tài chính và vũ khí cho một liên minh dân quân có cùng quan điểm chống phương Tây, được Tehran gọi là trục kháng chiến. Trục kháng chiến bao gồm nhiều lực lượng thường xuyên được điểm tên trên mặt báo thời gian qua, như lực lượng Hezbollah ở Liban, phiến quân Houthi ở Yemen, phong trào hồi giáo Hamas ở Gaza. Trên danh nghĩa, các đội quân ủy nhiệm này không thuộc Iran. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự đều đánh giá họ trung thành với Iran, sẵn sàng ứng cứu Tehran nếu nước này bị tấn công. Hiện nay, Trước những biến động mới ở khu vực, những vết dạn nứt đã bắt đầu xuất hiện trong chiến lược này. Iran cân nhắc cách phản ứng với Israel sau vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas, Ismail Haniyeh. Họ cần tìm ra cách tấn công vừa đủ để đảm bảo khả năng gian đe mà không gây ra hành động trả đũa nhằm vào lãnh thổ của mình, cũng như đảm bảo hài hòa lợi ích của các nhóm dân quân trong trục kháng chiến. Khi Trung Đông đứng trước nguy cơ chiến tranh tổng lực quy mô lớn nổ ra giữa Israel và Iran, những nhóm này có phản ứng và lợi ích khác nhau. Hezbollah tuyên bố sẵn sàng mở mặt trận thứ hai với Israel, nhưng họ cũng là nhóm có thể hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất nếu Tel Aviv đưa quân vào Liban. Trong khi đó, các lực lượng dân quân được chính quyền tổng thống Syria Basa Anasat hậu thuẫn đã nói rõ với Iran rằng họ không muốn bị lôi kéo vào một cuộc xung đột khác sau nhiều năm đương đầu với nội chiến ở nước này, theo nguồn tin giấu tên từ chính phủ Syria và quan chức an ninh châu Âu. Nhưng lực lượng dân quân thân Iran ở Iraq và nhóm Houthi ở Yemen dường như muốn có một cách tiếp cận quyết liệt hơn, không chỉ đối với Israel mà còn với lực lượng Mỹ đồn trú trong khu vực cũng như các lợi ích khác của phương Tây. Theo các thành viên hầu thi giấu tên, lực lượng này muốn tiến hành những cuộc tấn công lớn vào tàu chiến Mỹ và cảng Israel, không chỉ để trả thù cho vụ sát hại ông Haniye mà còn nhằm đáp trả cuộc tập kích của Israel vào một cảng quan trọng tại Yemen hồi tháng trước. Osama Anrohani, giám đốc trung tâm nghiên cứu chiến lược Sana Yemen, cho biết hầu thi rất liều lĩnh và tham vọng. Họ được khích lệ bởi thực tế là họ kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ của mình và tọa lạc tại một vị trí chiến lược có thể gây tổn hại đến thương mại toàn cầu bằng các hành động thù địch. Giới quan sát nhấn mạnh, tìm ra phản ứng đúng đắn đối với vụ hạ sát thủ lĩnh Hamas, Ismail Haniyeh là điều đặc biệt quan trọng đối với Iran, song câu trả lời không phải lúc nào cũng dễ dàng. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.